Rồi lên giọng còi anh em, con đánh cánh, đánh cánh, đánh cánh. Vừa rồi ra giọng còi rất rõ ràng luôn. Clip 16 luôn. Clip 16 vừa gù xa xa đấy, anh em nghe rõ nhá. Xem nó vòng gì. Con này cũng có một chút âm. À, như vậy là hai vòng trắng. Hai vòng trắng. Đây. Con là trên cầu trắng. Hai cái vòng trắng đây. Clip số 16 đấy. Giá công khai cho anh em là đấy. Con này thì nó âm bộ tốt đấy. Công khai cho anh em là 1 triệu chọn gói. Chim này nó cũng được khoảng 4 tháng tuổi thôi. Hai vòng trắng. Đầu trái trắng. Đấy. Hai vòng trắng. Clip số 16 nha anh em nhé. Rất rõ ràng, công khai luôn. Như vậy em sẽ tách được 1-2 con vòng trắng là clip số 16. Và cái con màu tím này là cái con giọng còi bồng. Màu tím này nó là giọng còi bồng anh em nhé. Đây. Đây. Con vòng màu tím này. Tím là giọng còi bồng. Con tím đây. Con này giọng còi bồng nha anh em nhé. Con này thì em để cho anh em mới chơi 700k chọn gói nhé. Con này giọng rất là bổng luôn. Anh em cứ chơi thôi. Chơi vừa lên chim dần. Tướng cá hay vòng tím, bộ khá là to, rất là hàng chi. Vòng tím đuôi ngắn 700k anh em nhé.